ngành du lịch của Georgia bị ảnh hưởng vì lệnh cấm bay của Nga. Khách sạn Emerald sang trọng ở Georgia hiện đang phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng sau khi có nhiều du khách Nga hủy bỏ đơn đặt phòng trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Tbilisi và Moscow. Khách sạn này tọa lạc ngay trên bờ biển, nơi thường thu hút người ngoại quốc lẫn cư dân bản xứ đến thăm. Tuy nhiên, kể từ khi Nga ban hành lệnh cấm đối với những chuyến bay đến Georgia vào ngày 8 tháng 7, đã có 30% người hủy bỏ đơn đặt phòng, gây nên nhiều tổn thất lớn về mặt tài chính. Trung bình vào mỗi năm có khoảng 1 triệu người Nga du lịch sang Georgia. Các thành viên Quốc hội Nga vào tuần này đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Georgia, bao gồm việc ngăn cấm chính phủ nhập cản hàng hóa do Tbilisi sản xuất như rượu và nước uống. Trong vài tuần lễ trở lại đây, Moscow đã lên án phong trào tuần hành chống Nga do người dân Georgia tổ chức vì họ không muốn nhìn thấy sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ Tbilisi.